Xin chào tất cả các bác nha. Hiện tại em đang có mặt ở ngay xưởng gỗ ở cơ sở 2 của anh Tiến đây các bác này. Và ngày hôm nay lên luôn cho các bác một siêu phẩm luôn ạ. Một tấm gỗ cẩm hồng đang còn thô mộc nguyên 100% các bác nhá. Bên em đã chốt kích thước chính xác cho các bác rồi đây. Một tấm cẩm hồng nguyên khối có kích thước chiều dài là 3m22, chiều rộng là 1m85 và có độ dày là 20cm. Hàng đẹp nét căng luôn cả hai mặt luôn đây các bác này. Quay cho các bác xem và review chi tiết các bác xem nhá. Đây ạ, đây là gỗ cẩm hồng các bác nha. Đối với cô gỗ cẩm hồng thì các bác nào mà đang tìm hiểu về gỗ và đang quan tâm về gỗ cũng không còn xa lạ gì nữa. Một cái dòng gỗ phải gọi là đẹp xuất sắc, chất gỗ bền và đanh, rất là cứng và nặng các bác nhá. Đấy, giá trị rất là cao. Các bác có thể sử dụng dòng gỗ này để làm bàn ghế, làm chiếu ngựa thì em đảm bảo các bác luôn là đẳng cấp luôn các bác nha. Và giá thành thì rất là vừa phải để cho tất cả các bác ai cũng có thể sử dụng được. Đây là phần bề mặt tấm gỗ này các bác này. Mặt này thì bên em sẽ dự kiến nhá. Đây là bên em sẽ dự kiến để sử dụng làm bề mặt trên của tấm chiếu ngựa. Đó, tấm này thì em giới thiệu luôn các bác là đẹp và zin lành lặn cả hai mặt luôn. Các bác sử dụng mặt nào cũng được. Mặt nào cũng xuất sắc luôn các bác nhá. Đây, quay cho các bác xem chi tiết tổng thể luôn bề mặt của tấm gỗ. Các bác thấy chưa? Không hề có bất kỳ một lỗi lầm nào. Không hề có bất kỳ một lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất các bác nha. Một cái vết nứt dăm thôi các bác cũng rất là khó phát hiện. Bởi vì làm sao ạ? Nó không có chứ còn làm sao nữa. Đó, có thể gọi là zin đét đèn đẹt luôn các bác nha. 99,9% rồi. Đẹp như mơ luôn. Đây, quay cho các bác xem đầu gỗ luôn đây các bác này. Các bác đợi em một tí, quay cho các bác xem đầu gỗ này, thấy chưa? Mặt trên là mặt hướng vào bên trong các bác nhá. Mặt trên là mặt mặt hướng vào trong tim của cây gỗ. Đó, còn mặt phía dưới em đang úp phía dưới nó là mặt cật. Mà các bác nhìn đầu gỗ này. Các bác nhìn đầu gỗ và các bác nhìn bề mặt mà em đang ngửa lên của tấm gỗ, nó zin đét, không hề có bất kỳ một lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất. Thì suy ra thì cái mặt bên phía mặt cật thì chắc chắn là lành rồi đúng không các bác? Đấy thế thôi, và nhìn vào vân gỗ này ở đầu gỗ đây. Quay vân đầu gỗ cho bác xem này, bên kia đây nữa. Quay cho bác xem chi tiết. Đấy, là cũng không cần em phải giới thiệu nữa nhá. Đây, bên đầu bên này các bác thấy chưa? Các bác thấy dã man chưa? Vân hai bên đầu gỗ đấy. Đấy, thì các bác cũng có thể biết được rằng là tấm gỗ này nó đang nằm ở vị trí nào của cây gỗ. Đây là một cái tấm hàng cật nhá, sát sát bìa. Hàng xỉ đét luôn đấy. Đấy, hàng xỉ đét luôn. Cái tấm bắp bìa rất là đẹp luôn các bác nhá. Và em xin báo lại kích thước của tấm này là chiều dài 3m22, rộng 1m85 và có độ dày lên đến 20cm. Hàng còn đang thô mộc, nguyên bản 100%. Bên em mới chỉ chốt xong kích thước thôi. Đấy, có nghĩa là bây giờ bên em đã chốt được kích thước rồi. Dài 3m22, rộng 1m85, dày 20. Và bây giờ bên em sẽ hoàn thiện theo kích thước này cho đến khi thành phẩm thì thôi các bác nhá. Được chưa? Bề mặt tấm gỗ này các bác nhìn này. Đây các bác nhìn nhá. Ở giữa này, ở giữa của tấm gỗ nó là một cái bộ vân vân cầu với cái vân nu này. Rất là đẹp luôn. Còn chạy sang hai bên. Đấy, hai bên cánh này. Chạy sang hai bên cánh các bác này. Bên trái với bên phải là các bác có biết là cái gì không? Đấy là những cái bộ vân chun chạy từ đầu bên này sang đầu bên kia của tấm gỗ, chạy rất là đều nhau, kín mặt luôn. Rất là đẳng cấp. Em cam kết các bác rằng tấm này sau khi mà được bên em hoàn thiện xong xuôi nhá. Hoàn thiện xong xuôi, full lót phủ bóng lên, đưa vào bên trong cửa hàng em để quay, để live stream cho các bác xem. Dưới cái ánh điện em phải gọi là nó rực rỡ luôn, không khác gì gì gọi là hoa hậu luôn các bác nhá. Và đặc biệt nhà bác nào mà sở hữu những cái sản phẩm như này, một tấm gỗ nguyên khối để làm sập ngựa về như này thì em khẳng định luôn bác, cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhá. Đây phần cạnh hông này, phần này thì em chưa bào nhá. Phần hai bên cạnh hông, đây quay cho các bác xem. Hai bên cạnh hông và hai đầu gỗ các bác nha. Zin đét luôn. Và bên em chưa bào này. Còn đang nguyên luôn này các bác này. Đây là nguyên vết cắt nha. Đây là vết cắt nha. Chưa bào đấy. Đó, các bác thấy chưa? Đầu bên này cũng thế. Quay là phải quay rõ ràng đàng hoàng cho bác. Ok chưa các bác? Đấy, còn nguyên vết cắt thì còn chưa bào này. Đó, mua gỗ thì cứ những cái tấm này mà chơi thôi các bác. Đẹp như thế này, các bác không mua thì các bác mua cái gì? Và em cũng xin bật mí luôn, tấm này bên em giảm giá cho các bác. Đang giảm giá cho các bác.
những cái tấm như này trên thị trường người ta đang bán 120 đến 140 triệu nha, em khẳng định luôn. Đối với một cái sản phẩm sơn mà em đang quay cho các bác như thế này nha, trên thị trường người ta đang bán từ 120 cho đến 140 triệu cho một tấm gỗ như này. Nhưng mà tại xưởng gỗ Hoàng Anh Tiến bên em, các bác được mua rẻ hơn so với thị trường 20%, mà được bao gồm chân cẳng, vận chuyển lắp đặt tận nơi nữa. Có nghĩa là giá chỉ có hơn 100 triệu tấm này thôi. Bác nào mà quan tâm thì chốt nhanh nhá. Số hotline của bên em là 0931 392 777 hoặc là 0977 999 000. Đấy, còn bác nào mà quan tâm muốn kiểm tra hàng hóa trực tiếp, muốn xem sản phẩm trực tiếp có thể đến xưởng gỗ bên em đây. Đây là cơ sở 2 các bác nha, ở ngay đường tránh thành phố Thanh Hóa, cầu Sông Tào, xã Hồng Cát, huyện Hồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đấy, các bác có thể đến trực tiếp để xem sản phẩm. Ok chưa ạ? Đấy, em xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây nhá. Sản phẩm này đang rất là hot, bác nào quan tâm thì liên hệ đến với Hoàng Anh Tiến ngay. Cảm ơn tất cả các bác và các quý khách hàng.